Các bạn đang nghe truyện bắt đầu nạp tiền 1 tỷ trên kênh TV Audio CV. Chương 583, chấn động toàn trường, hạ gục trong nháy mắt. Trong sân, đối thủ vừa xuất hiện dùng một chiêu phá rất tín ngưỡng chi thân mà già Lam ngưng tụ ra. Hủy diệt đi, chỉ thấy nó lại giơ ngón tay điểm tới, ánh sáng vô tận bao phủ, hủy diệt vạn vật. Đối mặt với một chiêu này, già Lam bất lực, thân thể như bị giam cầm, không theo sự điều khiển của nàng nữa, không tụ nổi một chút lực lượng nào trong nội tâm nàng có chút tuyệt vọng cùng không cam lòng chẳng lẽ cứ chết như thế này già dạ lam đưa mắt nhìn về phía một phàm đang quan chiến một phàm thấy được nở một nụ cười già dạ lam xử nó một phàm mở miệng niệm mấy chữ truyền vào rõ ràng vào trong đầu già dạ lam nghe được lời này già dạ lam sửng sốt nàng chưa kịp phản ứng liền cảm giác có một lực lượng không cách nào hình dung bùng nổ trong cơ thể nháy mắt phá tan trói buộc theo bản năng nàng giơ tay điểm tới khi triển ra tuyệt chiêu của một phàm, tiệt thiên chỉ. Trăng rắc, một ngón tay điểm tới, ánh sáng tán loạn, mai một, biến mất. Bóng dáng đối diện vốn tràn đầy tự tin bỗng sửng sốt, lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là sợ hãi, cuối cùng nổ tung. Nó đã chết. Đến chết cũng không nghĩ ra vì sao già lam có thể phá rớt chiêu của mình, còn có thể hạ gục mình trong nháy mắt. Đó là một loại lực lượng như thế nào, hoàn toàn không cách nào lý giải, trực tiếp bị giết chết hiện trường tĩnh mịch, ngón tay kia xỏ xuyên qua sân đấu, thậm chí chọc thủng lá trắng, thiếu chút nữa mạt sát mấy cường giả quan chiến. Mấy gia hỏa sợ muốn vỡ mật, nhìn chằm chằm lá trắng bị đánh thủng một lỗ. Sợ hãi, khó tin, giờ phút này, vô số cường giả, sinh vật siêu duy đều ngây ngốc. Ực ừ, ực, ừ, có cường giả nuốt nuốt nước miếng, sợ tới mức không dám hé răng. Hạ gục trong nháy mắt, thật là đáng sợ, đó là lực lượng thế nào, gian lận, chắc chắn là gian lận tra, mau thẩm tra hắn. Rất nhanh, toàn bộ đấu trường sôi trào, vô số sinh vật siêu duy tức giận kêu gào. Bọn chúng vẫn luôn cho rằng một phàm gian lận, âm thầm trợ giúp nên già la mới có thể thắng. Lúc này, một luồng sáng rơi xuống, bao phủ lấy một phàm, không ngừng rà quét. Hội đồng lại triển khai cơ chế thẩm tra, lần này càng lâu hơn, bởi vì bọn chúng cũng hoài nghi một phàm ra tay. Nhưng lần lượt thẩm tra vẫn không phát hiện bất cứ điều gì không có bằng chứng gian lận cho nên cơ chế thẩm tra biến mất nguyện vọng của các sinh vật khác không thành một phàm không gian lận hoặc có thể nói là không phát hiện được bằng chứng hay dấu vết nào đám người thường nga nhẹ nhàng thở ra vừa rồi thật sự rất sợ bởi vì dưới luồng sáng thẩm tra kia bọn họ chẳng thể nhúc nhích một phàm bình tĩnh thông dong nhìn về sân đấu giơ ngón tay cái với già lam lúc này già lam mới tỉnh táo lại không rõ chuyện gì nhưng nàng biết là một phàm âm thầm trợ giúp nàng hạ gục đối thủ điều này làm cho trái tim già lam như muốn tan ra yêu ông chủ này đến chết mất trận thứ hai già lam thắng lợi âm thanh thần bí vang lên khiến cho trên dưới sân đấu đều không ngừng sôi trào đám người hồng quân cũng sợ hãi thiếu chút nữa cho rằng thiên đế xong đời rồi còn may là chỉ sợ bóng sợ gió sau đó cả đám hưng phấn trở lại lần này tiếp tục kiếm bộn thiên đế chính là thiên đế cổ phật lẩm bẩm tự nói tay có chút run vừa rồi rất khẩn trương thật sự sợ thiên đế bị mạt sát hiện tại tốt rồi thẩm tra xong không có chỗ dị thường đại biểu cho già lam thắng trận thứ hai a à, lúc này một phàm đã nhận ra có chỗ không đúng già lam đã thắng nhưng mình không thể lấy lại phần đã đặt cược hiển nhiên là có chút vấn đề không muốn để ta thắng sao một phàm hiếp mắt cười lạnh trong lòng không cho lấy hiển nhiên là còn chưa kết thúc, và Lam còn nguy hiểm, chắc chắn trận thứ ba có đối thủ mạnh hơn. Vậy để xem xem ai lợi hại hơn. Các ngươi ngầm dở trò, tốt thôi, cùng nhau chơi, có hệ thống, đánh không được thì nạp. Thiên đế, có vấn đề. Thường Nga nhỏ giọng nhắc nhở nói, không cách nào nhận lại phần đặt cược, có vấn đề. An tâm, và Lam không thua được. Một phàm trấn định nói, cho cả đám một viên thuốc an thần có từng đôi mắt đang chăm chú quan sát một phàm cơ chế thẩm tra hội đồng giải đấu còn có một ít tồn tại cường đại thuộc sáng thế hệ tạo vật hệ hủy diệt hệ đang chú ý tới một phàm hắn bị theo dõi tiểu tử thú vị một tồn tại thần bí lặng yên quan sát hắn có vấn đề cơ chế thẩm tra không tìm được bất kỳ manh mối gì tiếp tục chú ý nhất định sẽ lộ ra dấu vết từng giọng nói thần bí âm thầm giao lưu có không biết bao nhiêu tồn tại cường đại khủng bố đã chú ý tới một phàm. Không thể khác được, thuộc hạ của một phàm có biểu hiện quá chói mắt, không bại một trận. Hiển nhiên có vấn đề cho nên mới đặc biệt chú ý, thậm chí âm thầm thao tác, muốn nhìn xem rốt cuộc là vấn đề gì. Nhưng không nghĩ tới già Lam trực tiếp giết chết đối thủ thứ hai. Cổ lực lượng vừa rồi, có vấn đề rất lớn. Lực lượng mà già Lam bộc phát khiến cho bọn chúng chú ý, toàn bộ sân thi đấu đều đang chú ý trận chiến này, những tuyển thủ khác đều ăn ý dừng lại tạm thời ngừng chiến quan sát già lam có thể nói là vạn chúng chú mục ánh mắt đến từ hàng vạn cường giả sinh vật bá chủ vũ trụ không kẻ nào không quan sát nàng các ngươi nói coi nàng có thể thắng trận thứ ba sao có sinh vật cường đại mở miệng dò hỏi tất cả đều yên lặng suy tính nhưng phần lớn đều không xem trọng già lam kẻ sáng suốt đều nhận ra có nhân vật trong hội đồng thi đấu không muốn nàng tiếp tục thắng cuộc kết quả trận thứ ba chưa bắt đầu cũng biết nàng thua chắc rồi cược nàng thua nàng sẽ thua lần này kiếm được chút tất cả cường giả sinh linh đều lần lượt đặt cược chính phần cược già lam thua chỉ sót lại một phàm cùng một số kẻ trước đó đặt cược già lam thắng đã bị giữ lại không thể cược tiếp đây là âm thầm thao túng lão sư chúng ta bị giữ phần đặt cược thái thượng âm trầm nói đám ngọc đế cổ phật nhìn nhau đều ý thức được chuyện này nghiêm trọng thiên đế khiến cho hội đồng giải đấu cùng các cơ chế khác chú ý thậm chí âm thầm thao túng quả thực không có khả năng thắng nữa bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thật làm sao thắng đây giải đấu do người ta tổ chức ngươi có thể mạnh hơn người ta sao hầu như tất cả các sinh vật không xem trọng già lam không xem trọng một phàm dù sao nhóm một phàm cũng chỉ mới tới thực lực cường đại hơn nữa cũng có hạn ông không lâu sau một luồng sáng phủ xuống nhen nhóm cảm xúc của vô số sinh linh cùng cường giả đang quan chiến là hắn trời đất đối thủ thứ ba lại là hắn già lam xong rồi tiếng hô không ngừng vang lên có sinh linh cường đại chấn động bị đối thủ thứ ba này chấn trụ sâu sắc đối thủ thứ ba của già lam là kẻ nào mà lại khiến toàn trường phải ồ lên ánh mắt một phàm lập lòe quan sát đối thủ của già lam sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng âm trầm là thanh tẩy giả thanh tẩy giả tự mình lên sân toàn trường sôi trào đối thủ thứ ba lại là một tên thuộc cơ chế thanh tẩy thanh tẩy giả dĩ nhiên lại phiền đến một tên thanh tẩy giả tự mình lên sân hơn nữa trên người thanh tẩy giả có treo đầy một đám vũ trụ làm trang sức đám vũ trụ lấp lánh ánh sáng năng lượng trong cơ thể tên này ngưng tụ mấy vạn thậm chí mười mấy vạn vũ trụ ánh sáng bao phủ toàn bộ sân đấu khí tràn khiến cho kẻ khác thở không nổi sự vật chung quanh bắt đầu hỏng mất, thậm chí một ít sao trời bị chấn thành bột phấn. khí tràn đáng sợ, thanh tẩy hết tất cả, bình định tất cả. thật sự là không biết xấu hổ, phái ra một thanh tẩy giả có năng lượng tương đương mấy vạn vũ trụ. sắc mặt một phàm cực kém, gốc cũng biết có kẻ không muốn để một phàm thắng cược. hệ thống, nháy mắt hạ gục hắn có khó khăn không? một phàm nhanh chóng dò hỏi hệ thống, chỉ nghe hệ thống trả lời chủ không cần lo, không có chuyện bổn hệ thống không làm được, muốn hạ gục tên thanh tẩy giả này trong nháy mắt cần nạp hết 600 vạn vũ trụ, có nạp hay không? Nghe được câu trả lời của hệ thống, một phàm yên tâm. Hắn hừ nói, muốn để ta thua sao, các ngươi sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hệ thống, nạp 600 vạn vũ trụ, chơi chết hắn. Một phàm muốn già Lam hạ gục đối thủ trong nháy mắt lần nữa. Đinh, nạp xong, bắt đầu khởi động hình thức vô địch tiếng hệ thống vừa vang lên liền thấy già lam đang khẩn trương đột nhiên chấn động thân thể chậm rãi bay lên hai mắt nàng lóe ánh sáng trắng trở nên lạnh băng vô tình tản ra một hơi thở vô địch khủng bố bởi vì một phàm bị cơ chế thẩm tra cùng cường giả hội đồng giải đấu nhìn chằm chằm cho nên phần lớn vũ trụ dùng thiêu đốt để tránh khỏi dò xét hả không tốt mau tránh ra giờ phút này có một ít sinh vật siêu duy kinh ngạc hô to mở miệng nhắc nhở đáng tiếc tên thanh tẩy giả kia không cách nào nhúc nhích, ánh mắt hắn mang theo sự ngạc nhiên, kinh hãi, khó tin nhìn già dạ lam trước mắt. Nàng như biến thành một kẻ khác, giống đại đạo mênh mông, vô thượng, không thể địch nổi. Phanh, già dạ lam chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay, thanh tẩy giả liền tan biến, một góc đấu trường bị lau sạch. Ngón tay cường đại xỏ xuyên qua lá trắng, mà sát một số lớn sinh vật siêu duy đang quan sát cùng với khu vực của bọn chúng. Một ngón tay hạ gục thanh tẩy giả trong nháy mắt, đồng thời xóa sạch mấy trăm sinh vật siêu duy, có thể thấy được nó khủng bố thế nào. Hiện trường tĩnh mịch, không kẻ nào không kinh hoảng. Thanh tẩy giả còn chưa ra tay liền xong đời, lại còn mặc sát thêm mấy trăm sinh vật siêu duy. Lúc này, các sinh vật, cường giả đang quan chiến đều hoảng sợ nhìn già lam. Vù, già lam thắng trận, được một lùng sáng đưa ra khỏi sân đấu, về tới cạnh một phàm, vừa về tới liền ngã vào trong ngực một phàm. Nàng trực tiếp hôn mê, không thừa nhận nổi cổ lực lượng vô địch vừa rồi thiếu chút nữa tự hủy diệt bản thân trận thứ ba già lam thắng sau một hồi có một âm thanh truyền đến vô số sinh vật cường giả đến từ các vũ trụ đều ngây ngốc dĩ nhiên lại thắng già lam thắng thắng ba trận liên tiếp ông chủ già lam tỉnh lại hai mắt mông lung nhìn một phàm nàng hoàn toàn không nghĩ tới ông chủ vì nàng mà âm thầm gian lận cảm động đến không muốn đứng lên vừa rồi làm rất đẹp, thưởng ngươi. Một phàm cười tủm tỉm, lấy ra một vạn vũ trụ đưa cho già Lam. Còn hắn thì tổng kết thu hoạch hiện tại, bởi vì không thể lấy về phần đặt cược trận thứ hai của già Lam, 7.000 vạn tăng gấp đôi thành 14.000 vạn. Thắng trận thứ ba lại tăng gấp ba thành 42.000 vạn. Hắc hắc, đã kiếm trở về. Một phàm cười tươi trong lòng. Hắn yên lặng đảo mắt nhìn qua toàn bộ đấu trường, cảm nhận được vô số ánh mắt phẫn nộ, tràn ngập sát khí, nếu ánh mắt có thể giết chết hắn mà nói, hắn đã sớm treo mạng. Đáng tiếc, muốn dùng ánh mắt giết chết một phàm rất khó nha. Nếu hội đồng giải đấu hay cơ chế cơ chế thẩm tra gì đó dám ra tay, cùng lắm thì trực tiếp nạp hết 4.000 vạn vũ trụ chơi một lần tàn nhẫn. Có số tài sản khổng lồ thế này, một phàm tràn đầy tự tin. Giống như hắn, những kẻ khác cũng kiếm lời không ít, đều vui vẻ, đắc ý, cảm ơn ông chủ, chụp, và Lam cao hứng mà hôn hắn một cái rồi đứng dậy cười hì hì, trò chuyện với thường Nga, áo lan, tiểu ngải, tiểu linh. Chúc mừng thiên đế. Lúc này, đám hồng quân đám sôi nổi truyền âm chúc mừng, một đám nở nụ cười. Hiển nhiên bọn họ cũng thu hoạch không ít, tự nhiên phải cảm ơn, dù sao đều quen biết nhau. Có thể thắng là tốt rồi. Một phàm gật nhẹ đáp lại một câu không giống bọn họ đại bộ phận đều thua thảm hoàn toàn không nghĩ tới già lam sẽ thắng đó là thanh tẩy giả nha một tên thanh tẩy giả cường đại ra sân thế mà bị già lam hạ gục trong nháy mắt mấu chốt là thanh tẩy giả còn không kịp động thủ đã bị hạ gục thật sự khiến tất cả chấn động rốt cuộc là lực lượng thế nào mà có thể hạ gục thanh tẩy giả trong nháy mắt các bá chủ cường giả đến từ khắp nơi trong vũ trụ đều nhìn về phía một phàm ánh mắt mang theo sự kiên kỵ cảnh giác một đám thủ hạ của gia hỏa này lại lợi hại như thế bản thân hắn sẽ đáng sợ đến mức nào đáng chết sao nàng lại thắng hạ gục trong nháy mắt các ngươi tin sao cả đấu trường sôi trào các cường giả sinh vật đều nghị luận sôi nổi bọn chúng căm phẫn đều không tin già lam có năng lực hạ gục thanh tẩy giả trong nháy mắt tuyệt đối có vấn đề thậm chí có một ít sinh vật siêu duy nhìn về phía một phàm ánh mắt tràn ngập sát khí vì sao không thẩm tra chắc chắn hắn gian lận. Hai lần đều hạ gục trong nháy mắt, có khả năng sao, bọn chúng căn bản không tin, tuyệt đối là dùng biện pháp nào đó để gian lận. Chỉ là vì sao cơ chế thẩm tra không phát hiện ra, chẳng lẽ gia hỏa này có năng lực vượt qua phạm vi thẩm tra sao, đáng tiếc, dù bọn chúng không cam lòng hay phẫn nộ thế nào cũng không có tác dụng. Bởi vì cơ chế thẩm tra nhìn chầm chầm một phàm, lại không thấy bất kỳ thủ đoạn gian lận nào, âm thầm giám thị tất cả hành động của già lam lại không tìm được chứng cứ gian lận tới tới tiếp tục báo danh dự thi một phàm cười tủng tỉm mở miệng nói hình thiên lăng sa thường nga phấn chấn bắt đầu tiếp tục báo danh dự thi chuẩn bị tham gia vòng tiếp theo thiên đế hình như chúng ta không có cách nào báo danh một vấn đề khiến cả nhóm kinh ngạc xuất hiện hình thiên thường nga lăng sa phát hiện không có cách nào báo danh không cách nào báo danh một phàm nhíu mày trong lòng nghiêm nghị kết nối với quần sáng giải đấu tìm được chỗ báo danh quả nhiên các thủ hạ đều bị cấm đấu bị cấm đấu hắn có chút ngạc nhiên câm nín không nghĩ tới lại bị cấm đấu đây cũng là chuyện bình thường biểu hiện của già lam quá chói mắt không thấy chứng cứ gian lận nên trực tiếp cấm đấu không có biện pháp nào cảnh già lam hạ gục thanh tẩy giả trong nháy mắt vẫn còn hiện rõ trước mắt tất cả đều hoảng sợ gặp được còn đấu gì nữa cho nên nếu không thể điều tra được chứng cứ gian lận vậy trực tiếp cấm đấu thôi thanh tẩy giả có năng lượng tương đương mười mấy vạn vũ trụ cũng bị hạ gục trong nháy mắt ai có thể chống đỡ được một chiêu mà không chết bị cấm đấu là chắc rồi hội đồng giải đấu đã cấm tất cả thủ hạ nữ nhân của một phàm vào sân vòng đấu tiếp theo bọn họ không thể tham gia không cách nào gian lận đám gia hỏa đáng giận này dĩ nhiên cấm các ngươi chiến đấu sắc mặt một phàm cực kém, hai mắt âm trầm nhìn chầm chầm về lỗ trống hư vô trong đấu trường, nơi đó không có gì. Nhưng một phàm cảm ứng được rất nhiều hơi thở cường đại. Còn có từng đôi mắt đang nhìn chầm chầm hắn, không có ý tốt, thậm chí kiên kỵ. Mẹ nó, còn không phải là thắng được mấy ngàn vạn vũ trụ thôi sao, thiếu thốn đến như vậy, một phàm nổi giận vì thủ hạ không thể đấu tiếp. Hắn muốn tiếp tục kiếm tiền thì có chút khó rồi, ai dám chắc chắn rằng mình sẽ thắng cược không phải người một nhà thì một phàm cũng không dám chắc kiếm tiền thế nào đây thiên đế làm sao bây giờ thường nga nhẹ giọng dò hỏi cả nhóm sôi nổi nhìn một phàm chờ đợi quyết định của hắn ánh mắt một phàm lập lòe thở dài nói có thể làm sao bây giờ đã bị cấm đấu rồi người ta không cho chúng ta dự thi không có cách nào khác nha đáng tiếc ta vẫn còn muốn tiếp tục thắng trận hình thiên thở dài một tiếng cào cào ngực mình, có chút buồn bực. Bị cấm đấu, thật sự cạn lời, thậm chí có chút bất mãn. Giải đấu do bọn họ tổ chức, không cho ngươi tham gia thì không được, ngươi có thể làm gì, chẳng lẽ đánh tới, thôi, tất cả an tâm quan chiến, đợi lát nữa cùng nhau đặt cược. Một phàm xua xua tay, để cả nhóm yên tĩnh lại. Hắn đang suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm thêm một chút, cơ hội hiếm có, thông thường muốn đạt được mấy ngàn vạn vũ trụ không phải chuyện dễ dàng có cơ hội như vậy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trước mắt, người một nhà không thể dự thi, vậy chỉ có thể đặt cược vào những kẻ khác. Nhưng một phàm lại phát hiện một vấn đề khác, thời gian đặt cược đã thay đổi. Cần phải đặt cược trước khi đối thủ xuất hiện, sau khi xuất hiện thì không thể đặt cược nữa, quy định này là một phàm có chút bực bội. Đây là không cho cơ hội thay đổi, trực tiếp xem vận khí. Đen đuổi. Một phàm có chút không thoải mái, suy nghĩ có nên trực tiếp đánh tới cướp đoạt hội đồng giải đấu hay không nhưng ngẫm lại vấn đề nén xúc động ai biết nơi đó có cường giả thế nào mấy ngàn vạn vũ trụ có đủ gia tăng thực lực đến mức ngang dọc đấu trường hay không còn chưa biết người một nhà không được vậy chọn một ít kẻ quen thuộc là ổn rồi một phàm bỗng nhiên nghĩ tới ánh mắt hướng về đám hồng quân như cổ phật thực lực cũng không kém lại quen biết âm thầm trợ giúp hắn thắng trận là có thể kiếm tiền hệ thống giúp ta che giấu truyền âm một phàm kêu hệ thống hỗ trợ hệ thống nhanh chóng hoàn thành việc che giấu cổ phật có hứng thú lên sân đấu không một phàm trực tiếp truyền âm cho cổ phật cổ phật vốn đang quan chiến nghe được liền sửng sốt ngay sau đó kinh ngạc nhìn về bên này vừa rồi thiên đế truyền âm cho hắn cổ phật nghĩ chút liền hiểu thiên đế có gì phân phó cổ phật cẩn thận đáp lại một phàm nói thuộc hạ của ta bị cấm đấu hẳn là ngươi cũng biết rõ thủ đoạn của ta, ngươi lên sân đấu, ta đặt cược, giúp ngươi thắng, đánh một trận thử ngươi một ngàn phôi thai vũ trụ. Một ngàn phôi thai vũ trụ. Ánh mắt cổ Phật sáng rực. Hắn động tâm. Nghe một phàm nói xong, cổ Phật cảm thấy chấn động, nhóm thiên đế lại bị cấm đấu. Cổ Phật biết ý một phàm muốn hắn lên sân, bảo đảm hắn thắng trận. Thiên đế muốn mượn cơ hội kiếm lấy càng nhiều phôi thai vũ trụ, còn mình đánh một trận có thể đạt được một ngàn phôi thai vũ trụ, còn chắc chắn thắng, tuyệt đối có lời. Được, ta đồng ý cổ Phật nhanh chóng đáp ứng. Hắn đã chứng kiến thủ đoạn của thiên đế, căn bản không lo chuyện thua, một cuộc trao đổi có lời, kẻ nào lại không làm. Tốt, ngươi báo danh đi, phát huy thật tốt, nếu cần thiết ta sẽ âm thầm giúp ngươi. Yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt thì sẽ không có kẻ nào phát hiện hay can thiệp. Một phàm truyền âm phân phó chuẩn bị ra tay nhưng chỉ một tên thì không đủ cần phải thêm mấy tên nữa mới được ánh mắt dừng trên người thái thượng thông thiên nguyên thủy còn có đấu chiến thắng phật dương tiễn cũng có thể ra sân ngọc đế bị một phàm bỏ qua vì sức chiến đấu chẳng ra sao còn không bằng dương tiễn chư vị muốn kiếm tiền sao một câu nói đột nhiên vang lên trong đầu thái thượng nguyên thủy thông thiên dương tiễn đấu chiến thắng phật làm cả đám sửng sốt bọn họ nhanh chóng nhận ra đây là giọng của thiên đế nên ngạc nhiên nhìn về phía một phàm một phàm âm thầm giao lưu đưa ra kiến nghị muốn hợp tác cùng thu lợi sau khi giao lưu không ai cự tuyệt kẻ ngốc mới từ chối đạt thành hiệp nghị cả đám thái thượng nóng lòng muốn thử thật sự kích động có thiên đế đang âm thầm ra tay chắc chắn bọn họ sẽ thắng chuyện có lợi ai mà từ chối chỉ cần lần này kiếm đầy đủ trở về có thể đột phá tăng cường tu vi của mình có thể đạt được một lượng lớn phôi thai vũ trụ để tu luyện thì chuyện bước vào cấp siêu duy chỉ còn là vấn đề thời gian cho nên làm vũ trụ số một không tồi có nhiều cường giả xem ra phải tìm vị sáng thế giả kia tâm sự một chút một phàm nhìn vũ trụ số một vị bàn cổ sáng thế chủ của vũ trụ số một có thực lực rất mạnh cần trò chuyện nhìn xem có thể hợp tác hay không còn chuyện thu phục căn bản không thể cường giả đều có sự kiêu ngạo của mình, người có thể giết chết đối phương nhưng lại rất khó thu phục. Hợp tác còn có chút khả năng. Vù, lúc này, một luồng sáng phủ xuống đưa cổ Phật vào sân thi đấu. Nhìn thấy cảnh này, một phàm nheo mắt. Tới, cùng nhau đặt cược nào. Hắn cười tủm tỉm nói, dùng 40.000 vạn cược cổ Phật thắng, lưu lại 2.000 vạn vũ trụ chuẩn bị ở sau. Cổ Phật ngồi xếp bằng trên không, cơ thể tản ra Phật quang mông lung. Vù, một luồng sáng phủ xuống, đối thủ của hắn được đưa vào sân. Chỉ thấy một sinh vật hắc ám sinh xuất hiện trên sân đấu. Là một ma đầu. Ma, Phật quan, hai bên liếc nhau, một ma một Phật, hơi thở nhanh chóng va chạm, hai cổ lực lượng trái ngược nhau. Phật quan khắc chế hắc ám. Ma đầu trước mắt đến từ một vũ trụ cường đại, ma khí cuồn cuộn, đỉnh đầu có một đôi sừng. Phật, thứ bổn tọa ghét nhất là Phật, hôm nay ngươi sẽ chết thảm. Ma đầu nhìn chầm chầm cổ Phật, cười giữ tợn nói. Cổ Phật bình tĩnh nhìn hắn, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật quan, ngươi có duyên với Phật, quy y Phật môn, ta có thể tha ngươi một mạng. Lời này khiến một phàm nghe mà có chút buồn cười. Cổ Phật đến nơi nào cũng muốn độ hóa, thấy ma đầu trước mắt liền không nhịn được, muốn độ hóa hắn tiến vào Phật môn. Con lừa trọc, tìm chết. Ma đầu tức giận, giơ tay tung một cổ ma khí oanh cổ phật vỗ một chưởng phật quan quan mênh mông chiếu tới tiếng nổ mạnh kịch liệt truyền đến phật quan đánh tan ma khí lan đến gần ma đầu trầm ma khí sôi trào đánh tan phật quan một ma một phật đối chọi gay gắt dết ma đầu rống giận bộc phát mười phần chiến lực đánh tới ma uy mênh mông cuồn cuộn từng chiêu từng thức đều ẩn chứa lực lượng diệt thế cổ phật không cam lòng yếu thế phật quan bao phủ Hư ảnh đại Phật hiện lên, một chưởng một ngón tay, thi triển chiêu mạnh nhất. Có thiên đế âm thầm ủng hộ, cổ Phật hoàn toàn không giữ lại chút nào, thi triển đại chiêu. Ầm ầm ầm, đại chiến kịch liệt từ lúc bắt đầu, dù ma đầu hay cổ Phật đều có thực lực cường đại, đối chọi gay gắt, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Ma, Phật đại chiến hấp dẫn không ít ánh mắt. Có chút thú vị. Ma tranh với Phật, bên nào sẽ thắng, bổn tọa xem trọng ma đầu kia có thần hủy diệt ma đầu diệt thế hưng phấn coi trọng ma đầu cho nên đã sớm đặt cược cũng có một ít xem trọng cổ phật dù sao phật quan khắc chế ma khí tuy rằng ma đầu kia cường đại nhưng lại không bằng đại phật kia chắc chắn thua có cường giả nhìn rõ hơn ma đầu dần dần bị phật quan áp chế phật quan quan minh mông cuồn cuộn hư ảnh đại phật liên tục tung trưởng ma đầu bị đánh đến tối mày tối mặt gia hỏa này hoàn toàn không giữ lại gì cả đánh ma đầu liên tiếp bại lui vẫn không bằng toàn ma mà bổn tạo bồi dưỡng nếu đụng phải cổ phật kia người hung hăng đánh hành hạ đến chết cho bổn tọa ở một khu vực quan chiến u ám có mấy ma vật đáng sợ tập trung một tên đúng là toàn ma là một thuộc hạ của một cường giả siêu duy tuân lệnh ngô chủ toàn ma bình tĩnh căn bản không để cổ phật vào mắt nếu gặp được chắc chắn sẽ hành hạ đối phương đến chết đại chiến tiếp diễn Tất cả đều chăm chú xem. Một phàm dựng bàn ngọc, bày đầy các loại rượu ngon, món ngon, bàn đào, vừa uống rượu vừa xem trận đấu. Một màn này rơi vào trong mắt đám cường giả đang quan sát một phàm, bọn chúng cảm thấy rất ba chấm. Thật là một gia hỏa thú vị. Trong bóng tối, một bóng dáng mơ hồ mỉm cười. Cảm thấy hứng thú đối với một phàm. Nhiều cường giả, ban tổ chức, cơ cấu khác nhau đều đang âm thầm chú ý tới một phàm đáng tiếc hắn không có một chút động tĩnh sau khi bị cấm đấu lại vui vẻ xem cuộc chiến các ngươi xem ma đầu sắp phải thua đang uống rượu đột nhiên một phàm mở miệng nói một câu cả đám vội và nhìn quả nhiên ma đầu sơ ý bị cổ phật trấn áp âm uhm, phật thủ khổng lồ ù hạ xuống ánh sáng chói lóa phạm văn lập lòe đang chéo nghiền ép ma đầu vạn phật quy nhất diệt ma cổ phật hét to một tiếng đôi tay hợp lại rồi tách ra Phật quan vô tận hội tụ, hóa thành một trưởng trấn áp ma đầu. Đông, ma đầu kêu thảm thiết, thân hình bốc khí đen, bị Phật quan ăn mòn, hành hạ đến chết. Rống, bổn tọa sẽ không thua. Ma đầu phẫn nộ rít gào, giải dụ muốn phản kháng. Đáng tiếc đã bị cổ Phật ép chặt. Tịnh thế lưu ly hỏa, tẩn diệt. Hai tay cổ Phật kết ấn, đánh ra Phật diễm, đó là tịnh thế lưu ly hỏa, thi đốt tất cả yêu ma quỷ quái. A, à, chỉ nghe một tiếng hét thảm, ma đầu bị đốt thành tro tàn, chỉ để lại một hạt châu đen như mực lơ lửng ở đó. Cổ Phật lấy tay thu hồi ma châu, trận đầu thắng lợi. Thắng, khóe miệng một phàm công lên, nhìn cổ Phật chiến thắng mà lòng không gợn sóng. Trong mắt hắn thì cổ Phật thắng chắc, dù có khả năng thất bại cũng sẽ bị mình âm thầm đảo ngược, không có khả năng thua. 40 ngàn vạn vũ trụ nhân gấp đôi chính là 80 ngàn vạn. Một phàm không vội lấy ra, vẫn tiếp tục cược cổ Phật thắng, trận thứ hai sẽ nhanh bắt đầu. Quả nhiên, một ít kẻ thua cược ảo não đấm ngực dậm chân, kẻ thắng thì vui vẻ cười ha ha. Đặt cược theo một phàm đều thắng. Hắc hắc, đi theo thiên đế, cơm ngon rượu say. Đấu chiến thắng Phật không ngừng cười hắc hắc, vui sướng hài lòng thu lấy mấy chục vũ trụ mình vừa thắng cược. Đối thủ thứ hai xuất hiện. Vù, ngay sau đó, một luồng sáng đen buông xuống, đồng tử cổ Phật co rụt lại, cảm thấy nguy hiểm. Đối thủ thứ hai lại là một ma đầu. Hơn nữa ma đầu này còn cường đại hơn tên trước đó. Ta là ma mạnh nhất trong 800 vũ trụ, toàn ma, tiểu Phật, con đường của ngươi chấm hết. Một ma đầu khủng bố bước tới, hư không chấn động. Ma đầu này đến từ một nhóm 800 vũ trụ. Nó có thực lực cường đại, vô địch 800 vũ trụ, hoàn toàn xứng đáng là ma đầu mạnh nhất đã từng nuốt sạch mấy trăm thiên đạo toàn ma cổ phật nghiêm túc nhìn đối thủ không nghĩ tới lại là một ma đầu mạnh thế này nhưng cổ phật không sợ chút nào thậm chí có một chút hưng phấn rất tốt càng mạnh càng tốt thật lâu rồi bổn tọa không cảm nhận được áp lực ngoại trừ vị kia cổ phật hưng phấn hưng phấn vì gặp được đối thủ cường đại một bàn tay hành hạ ngươi đến chết toàn ma lạnh nhạt cao ngạo nói xong chậm rãi nâng một bàn tay. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Phanh, hư không tan vỡ, cổ Phật bị một cổ lực lượng đáng sợ đánh bay, Phật quan tán loạn, đâm vào một viên tinh cầu. Viên tinh cầu kia bị hủy diệt. Sự lợi hại của toàn ma được thể hiện ra, cổ Phật không tiếp nổi thế công cường đại của đối phương. Nhìn thấy cảnh này, một phàm nheo mắt, âm thầm chuẩn bị giúp cổ Phật. Quanh, lúc này, cổ Phật có vẻ rất chật vật nhưng hắn không kinh hoảng chút nào ngược lại nở một nụ cười quái dị ma tức là phật đột nhiên cổ phật trích gào sau lưng có một bóng phật to lớn xuất hiện chỉ là bóng phật này không phải màu vàng kim mà là một nửa vàng nửa đen phật ma nhất thể a à, dĩ nhiên là phật ma nhất thể cường giả quan chiến sôi nổi dời ánh mắt tới cổ phật sử dụng tuyệt chiêu phật ma nhất thể gia hỏa này đã hiểu thấu căn nguyên của ma thậm chí dung hợp hai loại căn nguyên, quả thực cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Quanh, hai bên lại đại chiến, lần này cổ Phật miễn cưỡng chống được đối thủ. Nhưng toàn ma cường đại hơn tưởng tượng rất nhiều, thậm chí chỉ mới dùng một bàn tay mà cổ Phật đã khó có thể chống đỡ rồi. Phật ma nhất thể, chút tài mọn mà thôi. Toàn ma kinh thường, giơ tay vỗ tới, một tiếng đổ mạnh truyền đến, cổ Phật lại bị đánh bay, Phật ma kim thân bị đánh đến nứt ra. Nó khinh thường hừ nói, chỉ chút năng lực này sao, bổn tọa chưa dùng tới ba thành lực lượng mà ngươi đã không xong rồi. A-di-đà Phật, cổ Phật chấp tay trước ngực, Phật ma kim thân tản ra hai luồng lực lượng vàng và đen, đang xen lẫn nhau, dần dần dung hợp. Đây là thật sự dung hợp, Phật ma hợp nhất, diễn hóa ra kim thân khủng bố hơn. Len Ken, Phật ma hợp nhất, dựng dục ra một bóng Phật mờ ảo, toàn thân tản ra ánh sáng như lưu ly, từng dòng khí hỗn độn quay quanh, hơi thở khủng bố hỗn độn lưu ly kim thân khuôn mặt cổ phật trở nên thần thánh từ bi chắp tay trước ngực thân thể dung nhập vào kim thân một tay chỉ thiên một tay chỉ địa trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quanh đại phật đánh ra một chưởng toàn ma bị đánh bay ra ngoài đâm nát mấy viên tinh cầu mới ngừng lại ánh sáng mãnh liệt bùng nổ toàn ma lại bị đánh lùi ngươi rất tốt toàn ma đạp không đi đến không bị thương tổn chút nào nó nở nụ cười dữ tợn phật ma hợp nhất hỗn độn lưu ly ngươi không tệ đáng tiếc chung quy vẫn phải chết trong tay bổn tọa chết trong tuyệt vọng đi toàn ma trích gào biến mất tại chỗ khi xuất hiện đã ở phía sau cổ phật tung ra một quyền đông cổ phật xoay người vỗ một chưởng nháy mắt bắt đầu chiến đấu kịch liệt quyền chưởng rậm rạp trên sân đấu cổ phật tản ra ánh sáng lộng lẫy hơi thở càng lúc càng cường đại, càng đánh kịch liệt hơn. Toàn ma càng đánh càng sợ, bởi vì thực lực nó không ngừng đề cao nhưng vẫn không thể nghiền ép cổ Phật. Tới cuối cùng, toàn ma dùng 10 phần lực lượng thế nhưng vẫn bị chặn. Cổ Phật cường đại ngoài dự đoán, thật ra trong cơ thể cổ Phật có một lực lượng đang lặng yên dung nhập, âm thầm trợ giúp hắn. Hắn biết rõ đây là sự trợ giúp đến từ một phàm. Quả nhiên, theo một phàm âm thầm trợ giúp, chiến lực cổ Phật tăng đến một mức độ khủng bố, đánh đấm kịch liệt với toàn ma, ngươi qua ta lại, hai bên đều đã tổn thương. Chưởng Trung Phật Quốc, đột nhiên, cổ Phật giơ chưởng ấn xuống, hàng vạn bóng chưởng hội tụ thành một Phật Quốc ù ù ép xuống, trấn áp toàn ma trong Phật Quốc. Chỉ trong nháy mắt, cổ Phật liền trấn áp đối thủ. Biến cố bất ngờ làm tất cả sinh vật đang quan chiến ngay ra, đang cân sức ngang tài đột nhiên lại bị trấn áp. Toàn ma thua, sao có thể, trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào, ồ lên. Nhìn toàn ma bị tráng áp, đông đảo cường giả cảm thấy khó tin. Nhưng sự thật chính là sự thật, toàn ma thật sự bị cổ Phật trấn áp trong Phật quốc, hàng vạn xiềng xích màu vàng kim khóa chặt đối phương. Giờ khắc này, cả toàn ma cũng hoài nghi ma sinh. Hiện trường chỉ có một phàm không gợn sóng, đương nhiên là hắn âm thầm trợ giúp cổ Phật trấn áp toàn ma. Cổ Phật, thắng. Sau một hồi, âm thanh thần bí tuyên bố kết quả, cổ Phật thắng trận thứ hai. Tài sản tăng đến 160.000 vạn. Một phàm mỉm cười, 80.000 vạn tăng gấp đôi, không muốn kiếm bộn cũng khó nha. Vù, không lâu, một luồng sáng phủ xuống. Cổ Phật nên đón đối thủ thứ ba. Trong luồng sáng có một bóng dáng ẩn hiện. Đối thủ thứ ba của cổ Phật chính thức lên sân. Trăng rắc, một chân bước ra, hư không sụp đổ, vạn vật chung quanh vỡ nát. Khí tràn cường đại ảnh hưởng tới cả sinh vật, cường giả quan chiến, tất cả đều kinh hãi nhìn bóng dáng kia. Sắc mặt cổ Phật trở nên nghiêm trọng, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, thân thể bất giác run rẩy. Ta, tạo vật chi vương, vạn vật chi chủ. Âm thanh thông thả, mang đến cảm giác tối cao, duy nhất, bất hủ vang lên. Giống như tất cả sinh vật đều phải kính sợ. Tạo vật chi vương, vạn vật chi chủ, một phàm nheo mắt quan sát bóng dáng đi ra từ luồng sáng là một tên sáng thế chủ sáng tạo vạn vật thân thể cổ phật run rẩy mặc dù nội tâm bình tĩnh như nước nhưng cũng không thể tránh khỏi áp chế về đặc tính sinh mệnh run rẩy là bản năng của sinh vật khi gặp được sáng thế chủ khí tràn thật cường đại hình thiên hưng phấn toàn thân tản ra chiến ý bản năng bị kích thích chiến ý tự tràn ra chống cự lại đám lăng sa thường nga tiểu ngãi tiểu linh đều kinh hoảng cảm nhận được áp lực khủng bố từ kẻ vừa xuất hiện phía quan chiến đã có thể cảm nhận như vậy huống chi là cổ phật đang ở trong sân không biết thừa nhận áp lực lớn thế nào là một tên tạo vật chi vương thuộc tạo vật hệ vạn vật chi chủ có ma đầu cường đại tỏ vẻ nghiêm túc nói ra vô số cường giả đang quan chiến đều cảm nhận được hơi thở tử vong bao phủ lại có một sự kính sợ đến từ bản năng sinh mệnh đê tiện không nên tồn tại tạo vật chi vương lạnh nhạt mở miệng giọng điệu cao cao tại thượng cảm giác như cổ phật chính là một sinh mệnh thấp kém không nên tồn tại trong mắt hắn cần phải xóa sạch giờ khắc này sự ảnh giác trong lòng cổ phật đạt đến cực điểm tâm linh xuất hiện chút gợn sống sợ hãi kính sợ hay là phẫn nộ đây cổ phật không biết hắn chỉ biết là tình cảnh hiện tại không ổn có khả năng bị hạ gục trong nháy mắt hắn cười khổ trong lòng âm thầm mong thiên đế có thể ra sức bằng không thì thật sự phải bỏ mạng ở nơi này ta nói ngươi không nên tồn tại tạo vật chi vương lạnh nhạt nói nhẹ nhàng giơ một ngón tay điểm tới phanh cổ phật không kịp phản ứng hỗn độn lưu ly kim thân trực tiếp tan rã hóa thành vô số hạt nhỏ phiêu tán một ngón tay biến kim thân của cổ phật thành bụi hạ gục trong nháy mắt sao trong khi các cường giả đang quan chiến cho rằng cổ phật đã chết đột nhiên vô số hạt nhỏ tản ra ánh sáng vàng kim đó là Phật quan. Ông, giờ khắc này, vô số hạt nhỏ nhanh chóng hội tụ, cổ Phật lại ngưng tụ kim thân. Kim thân lộng lẫy, tản ra Phật quan thuần túy, bất hủ Phật tính đang xen lượng lờ, mang đến cảm giác vĩnh hằng bất hủ. A Di Đà Phật. Cổ Phật trọng tổ, kim thân trở nên cường đại hơn rồi. Hắn vô hỷ vô bi, chắp tay trước ngực, một ngón tay chỉ thiên, một ngón tay chỉ địa, ngưng tụ Phật quan vô cùng thuần túy. Quanh, một luồng sáng bắn vào người tạo vật chi vương, đánh hắn bay ra xa, đâm nát một viên tinh cầu. Giờ phút này, vô số sinh vật đang quan chiến ồ lên. Sao có thể, bị một chiêu của tạo vật chi vương xóa sạch, vì sao còn chưa chết, hắn còn có thể phản kích, không thể tưởng tượng được. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, khiếp sợ nhìn cổ Phật, sau khi trọng tố đã cường đại hơn, bất hủ bất diệt. Hắn đứng ở nơi đó, Phật quan chiếu rọi chư thiên, duy ngã độc tôn tiếng nổ mạnh vang lên có một bóng dáng chậm rãi bay ra từ tinh cầu rách nát tạo vật chi vương không hề bị thương chỉ có dấu vết bị đốt mặt hắn lộ vẽ trào phúng nói lực lượng không tồi đáng tiếc không chút tác dụng vạn vật đều do ta sáng tạo ngươi cũng không ngoại lệ ta nói tạo hóa chi vương lại mở miệng nhưng lần này tính sai còn chưa dứt lời thì cổ phật đã thúng di đến hung hăng nện một quyền vào mặt đối phương phanh một quyền nện xuống Phật quan nổ tung, có máu vẩy ra. Tạo vật chi vương lại bị đánh bay, lần này gương mặt đã tuế máu. Hắn rất tức giận, rất phẫn nộ. Vô số kỷ nguyên qua đi, ngươi là thứ thấp kém duy nhất có thể tổn thương ta. Tạo vật chi vương lạnh lùng, âm trầm, toàn thân tản ra ánh sáng đáng sợ, pháp tắc đang xen, hội tụ thành một đôi mắt khủng bố. Ông, đôi mắt ẩn chứa lực lượng sáng tạo vĩ đại. Phân giải đi, giống loài thấp kém dưới công kích của tạo vật chi vương, đôi mắt đột nhiên sáng lên, nháy mắt khiến thân thể cổ Phật tan rã. Giờ khắc này, cổ Phật lộ vẻ chua sót, chiến đấu cùng một tồn tại cường đại thế này, căn bản không có phần thắng. Một đôi mắt trực tiếp phân giải cơ thể hắn thành vô số hạt, quả thực chính là giết một sinh mệnh từ căn bản. Tạo vật chủ có thể hủy diệt bất kỳ dạng sinh mệnh nào. Trong mắt tạo vật chi vương, bất kỳ sinh mệnh nào cũng có thể bị phân giải, trừ phi ngươi cường đại đến mức phớt lờ năng lực tạo vật. Phân giải giống như trực tiếp xóa sạch. Phật tổ sắp chết. Sắc mặt đám cường giả vũ trụ số 7 trở nên khó coi, chính mắt thấy cổ Phật bị tạo vật chi vương phân giải thành hạt, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Không chết được. Đột nhiên Hồng Quân nói một câu khó hiểu. Những sau đó cả đám liền tỉnh ngộ, đúng rồi, cổ Phật đã bàn bạc với thiên đế, không có khả năng chết như vậy nếu chết thì chẳng phải là thiên đế sẽ tổn thất thảm trọng sao chắc chắn mất sạch phần đã đặt cược ông quả nhiên cổ phật bị phân giải rồi lại trọng tổ phật quan tái hiện cũng càng cường đại hơn trước sao có thể tạo vật chi vương sửng sốt nhìn cổ phật trọng tố mà có chút khó tin dĩ nhiên còn có thể sống lại a di đà phật đa tạ ngươi giúp ta hoàn toàn dung hợp đại đạo chí giảng đạo ta đã thành cổ phật bình tĩnh niệm phật hiệu cả người tản ra ánh sáng kỳ dị, một loại Phật lực hoàn toàn mới đang diễn sinh. Đại đạo chí giảng, trong khoảnh khắc tử vong vừa rồi hắn đã gộ đạo, rốt cuộc đột phá xiền xích vũ trụ, lĩnh ngộ được sự huyền ảo của đại đạo. Cổ Phật hiện tại đã vượt xa thiên đạo Hồng Quân. Chiến lực gấp trăm lần trước đó. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đại đạo chí giảng, ta là lúc khởi nguyên chi Phật, vạn Phật chi nguyên, chư thiên vạn giới, vô lượng chư Phật. Quanh, vừa dứt lời, từ trong các vũ trụ xuất hiện Phật Quang, hàng ngàn hàng vạn căn nguyên từ các Phật Đà vọt tới, như có vô số Phật Đà đang niệm kinh, cầu nguyện. Chư Phật trong các vũ trụ đều thấy được cổ Phật, hắn trở thành tồn tại vĩ đại, ngưng tụ căn nguyên của vô số Phật trong vũ trụ. Hắn chính là chư Phật chi nguyên, vạn Phật quy tông. Chư Phật tịnh thế, sau khi lột xác, cổ Phật hội tụ lực lượng của chư Phật trong ngàn vạn vũ trụ, đánh ra một kích mạnh nhất, chư Phật tịnh thế. Quanh, Phật quan chiếu rọi, vạn vật tan biến. Chư Phật tịnh thế, thanh tẩy cùng tịnh hóa hết thảy. Dưới lực lượng tinh thế của cổ Phật, tạo vật chi vương không ngừng lui về phía sau, cứng rắn chống đỡ một chiêu này. Lực lượng đến từ chư Phật lại tịnh hóa sáng thế chủ, dần dần biến thân thể hắn thành tro tàn tiêu tán. Lực lượng khủng bố làm kẻ khác khiếp sợ. Phanh, cuối cùng, Lực lượng tịnh thế đẩy tạo vật chi vương xuyên qua lá trắng sân đấu, xuyên qua hư vô, chớp mắt đã không còn bóng dáng. Tạo vật chi vương biến mất, không biết sống hay chết. Hiện trường yên tĩnh. Đặc biệt là những sinh vật thiếu chút nữa bị tịnh hóa, cả đám kinh hoảng nhìn lá trắng bị đánh xuyên. Tực ừ, ực, có sinh vật siêu duy nuốt nuốt nước miếng, có cảm giác sống sót sau tai kiếp. Không thể không nói chiêu này của cổ Phật thật sự rất khủng bố cuối cùng khiến tạo vật chi vương biến mất tâm. Trong sân, cổ Phật đứng trên hư không, như giếng cổ không gợn sóng, vô hỷ vô bi, chắp tay trước ngực, cả người tích tụ Phật lực cường đại. Phật lực đến từ chư Phật trong hàng tỷ vũ trụ gia thân cường đại vượt xa tưởng tượng, thậm chí khiến hội đồng giải đấu chú ý, kết quả thẩm tra, không có gian lận. Cơ chế thẩm tra không phát hiện dấu hiện cổ Phật gian lận. Cuối cùng kết luận do cổ Phật đột phá, thành công ngưng tụ ra đại đạo, trở thành vạn Phật chi nguyên nên dẫn tới Phật lực từ chư Phật. Trận thứ ba, cổ Phật thắng lợi. Trận đấu kết thúc, phán định cổ Phật thắng lợi. Tới giờ khắc này, cổ Phật mới thở dài nhẹ nhõm, thắng, không những sống sót mà còn được một lần lột xác. Hắn có chút kích động nhưng mặt lại không chút cảm xúc, được một luồng sáng đưa trở về. Cổ Phật thắng ba trận liên tiếp. Hắc hắc, phát tài. Một phàm nở nụ cười, quần sáng trước mắt chứa đựng vô số kỳ điểm. 480.000 vạn phôi thai vũ trụ, lại phất lên. Thật dễ kiếm lời mà. Một phàm đắc ý nhờ hệ thống đưa 1.000 vũ trụ cho cổ Phật, hắn nhận được tỏ vẻ cảm kích. Cảm tạ thiên đế. Cổ Phật thầm nói trong lòng, hắn biết thiên đế có thể nghe thấy. Quả nhiên, một phàm trở về câu, biểu hiện không tồi, lại cho ngươi thêm một 000 cái. Cổ Phật vừa nghe liền kích động, lên sân khấu đánh ba trận liền thu nhiều thế này, quả thực như là tặng không. Huống chi thu hoạch lớn nhất chính là hắn đã đột phá, bởi vì một phàm âm thầm để hệ thống gian lận nên cổ Phật mới có thể lột xác. Không thể không nói, gian lận rất đáng xấu hổ nhưng gian lận mà thu được lợi ích thật sự khiến người ta muốn ngừng cũng không thể. Tiếp tục tiếp tục, một phàm hào hứng chờ đợi đám cường giả vũ trụ số 7 lên sân. Nhưng chờ một lúc lại nhận được một tin tức từ cổ Phật bọn họ cũng bị cấm đấu rồi khi một phàm nhận được tin tức này tức khắc cảm thấy khó chịu bọn họ cũng bị cấm đấu sắc mặt một phàm có chút khó coi tin tức tới quá đột ngột đám cổ phật thái thượng nhìn nhau vừa mới nhận được nhắc nhở là bọn họ bị cấm đấu nghe tin tức thế này cả đám đều ngây ra hoàn toàn không nghĩ tới lại bị cấm đấu giống nhóm thiên đế này chúng ta cũng bị cấm đấu rồi thái thượng cười chua xót Hắn nhìn Cổ Phật với ánh mắt hâm mộ, gia hỏa này vừa thắng trận, nhận được lợi ích rất lớn. Hiện tại, thực lực của Cổ Phật đã vượt qua Thiên đạo Hồng Quân, tự nhiên khiến mọi người ghen ghét, hâm mộ. Nhưng vận khí bọn họ không tốt, bị ban tổ chức cấm đấu luôn rồi. Trời giáng tai họa bất ngờ mà, hẳn là liên quan đến Thiên Đế. Nguyên Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, vốn đang muốn làm một trận đây, hiện tại xong rồi. Cả bọn nhìn nhau cười khổ không thể lên sân nên đều có vẻ ảo não. Thông thiên bực bội nói, đáng chết, bổn tọa đã chuẩn bị kỹ tru tiên kiếm trận, giờ lại bị cấm đấu. Ai, nhận mệnh đi, không thể treo vào những tồn tại đó. Ngọc đế lắc đầu, vẻ mặt buồn khổ, thật ra trong lòng vui đến nở hoa. Bởi vì đều không có phần, cho nên trong lòng rất cân bằng. Lão sư, xem ra thiên đế khiến ban tổ chức bất mãn. Thái thượng lẩm bẩm một câu. Hồng quân không rên một tiếng, lạnh nhạt nhìn sân đấu, không biết đang suy nghĩ cái gì. An tâm chờ đi, không thể chiến đấu, có tốt cũng có xấu, ít nhất không cần lo lắng vũ chúng ta bị súng dốc, bị lau sạch. Hồng quân lạnh nhạt nói, lời này rất có lý. Vũ trụ thất bại chắc chắn súng dốc, sau đó chỉ có thể bị thu hoạch. Vũ trụ thắng lợi tự nhiên có thể từng bước cuộc khởi, thậm chí còn có thể diễn biến sang hình thức cao hơn đám gia hỏa này thật vô sĩ. Một phàm cảm thấy khó chịu, bực bội. Cả nhóm cường giả vũ trụ số 7 cũng bị cấm đấu, tuyệt đối là nhắm vào hắn. Vì hắn thắng được quá nhiều, ban đầu chỉ có 10 vũ trụ, một đường nhân lên đến số lượng như hiện tại. 480.000 vạn vũ trụ, nhân lên biết bao nhiêu lần, hắn kiếm được quá nhiều, khiến cho bên trên chú ý nên mới có chuyện cấm đấu. Nếu không phải là không tìm được manh mối gian lận, có khả năng đám một phàm sẽ không bị cấm đấu, mà là trực tiếp mạt sát. Thiên đế, bọn họ đều bị cấm đấu rồi, hiển nhiên ban tổ chức đã nhận ra. Thường Nga nhẹ giọng nhắc nhở nói. Một phàm gật gật đầu, hừ nói, mặc kệ bọn họ, cho rằng cấm đấu thì ta liền không thể tiếp tục kiếm lời sao, thật sự là quá coi thường ta. Ta nên xử lý chuyện các vũ trụ trước. Lúc này, một phàm nhẹ nhàng mở tuyến thời không, xem xét các vũ trụ mà mình khống chế. Ở trong mắt hắn, không ít vũ trụ tồn tại có vẻ dư thừa, còn không bằng chỉnh hợp lại, thúc đẩy mấy cái siêu cấp vũ trụ ra đời. Không để lại vũ trụ số 3, dung nhập vào vũ trụ số 7, dung nhập các vũ trụ khác luôn. Một phàm dung hợp mấy trăm vũ trụ lại, tạo ra mấy cái siêu cấp vũ trụ có tác dụng hơn. Số lượng cường giả ra đời trong vũ trụ siêu cấp sẽ nhiều hơn, thực lực càng cường đại hơn. Một phàm lấy vũ trụ số 7 làm chủ thể, chỉ để lại vũ trụ số 1, số 2, tất cả vũ trụ còn lại đều dung nhập vào vũ trụ số 7, tạo thành vũ trụ siêu cấp vượt xa số 1, số 2. Vũ trụ số 7 biến hóa khiến cho Thiên đạo Hồng Quân chú ý, ngơ ngác nhìn vị trí vũ trụ thay đổi, nhanh chóng tiến hóa tới cấp độ vượt xa vũ trụ căn nguyên. Là Thiên đế, Hồng Quân nhìn thoáng qua bên này, quả nhiên thấy một phàm đang thao tác trên tuyến thời không thấy được thủ đoạn cường đại của hắn. Một phàm chỉ để lại ba vũ trụ, sinh linh từ các vũ trụ khác đều dung nhập vũ trụ số 7, dẫn tới thực lực của vũ trụ số 7 lập tức tăng lên tới mức cao nhất. Chỗ tốt rất rõ ràng, Hồng Quân làm thiên đạo được tăng lên đến một độ cao hoàn toàn mới. Bái tạ thiên đế. Hồng Quân không thể không bái tạ, thật sự là ân tái tạo. Một phàm cũng không để ý, thậm chí còn chưa hài lòng đây. Chỉ nghe hắn nói ta chỉ để lại ba vũ trụ, vũ trụ số một, số hai có thực lực cường đại, kế tiếp phải xem bản lĩnh của ngươi. Dung hợp một đám vũ trụ, bao quát các sinh mệnh cùng chủng tộc bên trong, có thể chinh phục bọn chúng hay không là ở ngươi, nếu hoàn thành chinh phục thống nhất, ngươi chính là thiên đạo tối cao duy nhất, tương lai thoát ly vũ trụ không thành vấn đề. Một phàm vẽ ra một cái bánh to cho Hồng quân. Chinh phục sinh mệnh cùng chủng tộc từ các vũ trụ khác chính là sự gia tăng lớn nhất đương nhiên dung nhập cũng không có nghĩa là vũ trụ trước đó biến mất hỏng mất mà là dung nhập và mở rộng vũ trụ ban đầu kép mấy trăm vũ trụ lại tạo thành một vũ trụ khổng lồ hơn đã hiểu hồng quân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu kế tiếp nên làm như thế nào hắn lập tức sắp xếp nếu không có biện pháp tham gia chiến đấu vậy thì phái các đệ tử trở lại vũ trụ triển khai chinh phục thái thượng thông thiên nguyên thủy ngọc đế Cổ phật đều lần lượt rời đấu trường quay trở về vũ trụ số 7, bắt đầu tiến hành chinh phục. Đây là cơ hội mở rộng thế lực, không ai muốn bỏ lỡ. Hơn nữa lần này có thiên đế cao cao tại thượng khống chế tất cả, chuyện này cực kỳ quan trọng, có thể nói là có một hậu thuẫn cường đại. Ở vũ trụ Cao Duy có thiên đế chống lưng nha. Vũ trụ số 1, vũ trụ số 2, lúc này, ánh mắt một phàm dừng ở hai vũ trụ cuối cùng. Đầu tiên là vũ trụ số 2, vũ trụ này gần vũ trụ số 1 nhất, có thực lực rất mạnh, chỉ yếu hơn vũ trụ số 1 chút thôi. Bá chủ vũ trụ số 2 chính là một nhân tộc, hơn nữa còn là nhân hoàng. Nhân hoàng tối cao, nhân tộc tối thượng trong vũ trụ. Một phàm suy tư gì đó nhìn về nhóm cường giả vũ trụ số 2 đang quan chiến, có 8 cường giả, trong đó có một người ngồi ở chủ vị, thân mặt hoàng bào, đầu đội vương miệng. Hắn đúng là nhân hoàng. Một phàm nhìn vị nhân hoàng này, hắn có thực lực cường đại, chính là chúa tể trong vũ trụ. Đối với nhân tộc, một phàm vẫn có khuynh hướng theo bản năng. Ngươi là nhân hoàng vũ trụ số 2, lúc này, nhân hoàng chấn động, nghe được giọng của một phàm. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, hai ánh mắt va chạm. Không sai, ngươi có chuyện gì? Nhân hoàng thầm đáp lại một câu. Là tồn tại mạnh nhất vũ trụ số 2, chủ nhân vũ trụ thống trị toàn bộ vũ trụ nhưng hắn không dám tự cao xem thường bất kỳ kẻ nào ở nơi này đối với cường giả như thiên đế cũng thể hiện đầy đủ sự kính trọng vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy biểu hiện của một đám thuộc hạ thiên đế muốn giao dịch cùng ngươi ngươi thấy như thế nào một phàm âm thầm truyền đạt ý của mình chờ đối phương quyết định quả nhiên nhân hoàng vừa nghe đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó ánh mắt sáng quắc tuy rằng trong lòng hắn chấn động nhưng ngoài mặt vẫn bình thường giao dịch như thế nào? Ta cần làm gì? Nhân hoàng đáp lại. Chỉ nghe một phàm nói, đơn giản, ngươi phái hai thủ hạ mạnh nhất ra sân hoặc là ngươi ra sân đấu, thắng một trận ta cho ngươi một vạn vũ trụ. Giờ khắc này, rốt cuộc nhân hoàng đã biết. Đã biết vì sao thủ hạ của thiên đế đều thắng ba trận liên tiếp, thì ra thật sự có thủ đoạn giành được thắng lợi. Vì sao chọn ta, ngươi không sợ ta tố giác ngươi? Nhân hoàng hỏi lại một câu. Một phàm kinh thường nói, nhân tộc đỉnh thiên lập địa, nếu ngươi làm như vậy, vị trí nhân hoàng này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhân tộc, đỉnh thiên lập địa. Nhân hoàng lẩm bẩm, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn bỗng nhiên cười to nói, được, vì một câu này của ngươi, ta đáp ứng. Rất tốt, kế tiếp ngươi phái hai thủ hạ mạnh nhất thủ hạ lên sân, chỉ cần hai tên là đủ rồi. Một phàm bắt đầu sắp xếp, âm thầm thao tác, tiếp tục dựa vào hệ thống để kiếm lấy càng nhiều vũ trụ hơn. Đối với chuyện này, hệ thống rất dư lực, ký chủ kiếm lời, chẳng khác nào là nó kiếm lời, dù sao ký chủ kiếm được bao nhiêu đều phải nạp. Ta đích thân ra sân. Nhân Hoàng vũ trụ số 2 ra quyết định, phái một chiến tướng đắc lực nhất, hắn cũng tự báo danh. Quả nhiên, sau khi báo danh không lâu, chiến tướng của Nhân Hoàng đã ra sân. Vị này là chiến thần nhân tộc này đến từ vũ trụ số 2 thực lực chỉ đứng sau nhân hoàng. Chật chật, bắt đầu kiếm tiền. Một phàm cười hắc hắc, âm thầm đặt cược, nện xuống 480.000 vạn. Có hệ thống đang âm thầm thao tác, kết quả không cần nói cũng biết, ba trận đều thuận lợi chiến thắng. Chỉ ba trận, phần đặt cược của một phàm tăng tới 57 triệu 600 ngàn vạn. Quả thực là lợi nhuận kết xù. Nhanh chóng đến nhân hoàng ra sân. Nhân hoàng vũ trụ số 2 có thực lực rất cường đại, trận đầu nhẹ nhàng hạ gục đối thủ trong nháy mắt. Trận thứ hai gặp một đối thủ cường đại nhưng vẫn dựa vào thực lực cường đại chém giết đối thủ giành thắng lợi. Tới trận thứ ba, gặp được cường địch thật sự, thiếu chút nữa bị đánh chết, may mà có một phàm âm thầm thao túng mới miễn cưỡng trọng thương chém giết đối thủ. Lại thắng ba trận liên tiếp, mang đến cho một phàm lợi ích hơn. Hắc 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 hắc. Một phàm đè nén sự hưng phấn, không ngừng cười hắc hắc. Nụ cười làm những kẻ khác phát lạnh, cười quá khủng bố. Một phàm không thể không cười nha, chỉ trong chớp mắt mà đã có 692 tỷ 200 ngàn vạn phôi thai vũ trụ, một con số quá khủng bố. Gần 700 tỷ nha, ai có thể tưởng tượng khi hắn nạp sạch để gia tăng thực lực thì sẽ tăng đến cấp độ thế nào, một phàm cũng không rõ, nhưng hắn biết mình đã bị theo dõi. Ông, quả nhiên, vừa mới thu vào liền thấy một lùng sáng phủ xuống, một bóng dáng mơ hồ hiện lên trước mắt. Người trẻ tuổi, một vừa hai phải, bóng dáng kia lạnh nhạt cảnh cáo một câu. Một phàm mồi trên bảo tọa thiên đế, mặt không biểu tình nhìn đối phương, không chút nhượng bộ, hơi thở hai bên va chạm. Làm sao, ta không thể thắng, các ngươi không cho kẻ khác thắng còn muốn động thủ, một phàm mở miệng nói, ánh mắt lóe sát khí. Nếu đối phương ra tay thì không thể trách hắn, hắn sẽ trực tiếp chém giết, sau đó phá vỡ đấu trường cướp đoạt một trận. Bầu không khí căng thẳng, hình thiên, lăng sa, thường nga, tiểu linh, tiểu nải thối lui về phía sau một phàm. Hơi thở hai bên va chạm, sát ý tràn ngập. Một bóng dáng cường đại buông xuống, dĩ nhiên muốn cưỡng ép một phàm. Quanh, hơi thở hai bên kéo lên, không ngừng va chạm. Người trẻ tuổi, ngươi dùng thủ đoạn để thắng, nên vừa phải thôi. Dằn co một hồi lâu, bóng dáng mông lung lại mở miệng nói. Nghe câu này, một phàm hừ lạnh nói, như thế nào, thắng thì các ngươi nói dùng thủ đoạn, không phải trong trận đấu có thể dùng bất kỳ thủ đoạn gì sao, huống hồ, ngươi có bằng chứng gì mà nói ta dùng thủ đoạn? Một phàm hỏi lại một câu. Lời này vừa ra, đối phương yên lặng. Xác thật không tìm được chứng cứ, vài lần thẩm tra vẫn không phát hiện một phàm sử dụng thủ đoạn gì. Bởi vì căn bản không phải hắn sử dụng mà là hệ thống đang âm thầm thao tác, có thể tra ra được mới lạ. Hừ, hắn hừ lạnh, tràn ra hơi thở cường đại đè ép đồng tử một phàm co ruột lại có dự cảm không tốt hệ thống nạp một tỷ vũ trụ một phàm tức giận ra lệnh ầm trong phút chốc từ cơ thể một phàm phát ra một cỗ khí thể kinh thiên nháy mắt đẩy hơi thở của phương trở về chấn đối phương liên tục lui về phía sau làm càng bóng dáng giận tím mặt sương mù bị đánh tan lộ ra thân thể thì ra là một sinh vật có một sừng hơi thở mạnh mẽ là một cường giả trong vũ trụ cao duy đáng tiếc một phàm không yếu trực tiếp nạp một tỷ vũ trụ dưới sự trợ giúp của hệ thống thắp sáng vô số tế bào trong cơ thể hơn một tỷ tế bào sáng lên ánh sáng cường đại nở rộ năng lượng bùng nổ năng lượng từ một tỷ vũ trụ sẽ khủng bố đến mức nào ta thấy là ngươi đang làm càng một phàm hừ lạnh một hơi thở cường đại ép tới ầm uhm, đối phương bị đánh bay ra ngoài tìm chết Cường giả siêu duy cảm thấy mất mặt, giận dữ ra tay. Nhưng một phàm không e ngại, giơ tay tác một cái. Phanh, một tiếng nổ to, liền thấy máu thịt vẫy ra, các sinh vật xung quanh ngây ngẩn. Khốn nạn, người dám ra tay với bổn tọa, máu thịt nhanh chóng trọng tổ, khôi phục như ban đầu. Sinh vật một sừng tức giận, trừng mắt nhìn một phàm, giống như không thể tin được chuyện hắn dám động thủ. Như thế nào, người có thể ra tay còn ta thì không thể một phàm khinh bỉ đáp lại hắn cười lạnh nói đúng là trò đùa nào nào tất cả cùng xem nào đây một tên trong bang tổ chức giải đấu không muốn kẻ khác thắng cược thắng liền tới uy hiếp chật chật ta rất tò mò ta chỉ thắng có mấy trận mà các ngươi đã không nhận được tới can thiệp rồi có phải chỉ có các ngươi được thắng tất cả cường giả đến từ các vũ trụ đều nên thua một tiếng hét to khiến toàn bộ đấu trường rung động tất cả sinh vật cường giả đều kinh hãi nhìn về nơi này là thành viên trong hội đồng thi đấu trực tiếp ra tay can thiệp sao chẳng lẽ đúng như tên kia nói bọn họ không muốn chúng ta thắng trên sân thi đấu vô số cường giả sinh linh bắt đầu nghị luận sôi nổi tiếng hét của một phàm truyền khắp toàn trường khiến vô số sinh vật chú ý thậm chí có rất nhiều cường giả siêu duy chăm chú quan sát nơi này lúc này sinh vật một sừng vừa kinh hoảng vừa tức giận vốn là muốn lặng yên giải quyết nhưng không nghĩ tới một phàm lại dùng cách này hiện tại tất cả ánh mắt đều dồn về đây nếu không xử lý ổn thỏa thì không cách nào tiếp tục tổ chức giải đấu tổ chức giải đấu mà không cho những kẻ tham gia thắng chỉ có thể thua thắng liền tới tính sổ ai mà dám tham gia cường giả bá chủ đến từ các vũ trụ đều nhìn một phàm ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên không thể tin nổi hắn dám dằn co với ban tổ chức giải đấu tiểu tử ngươi bôi nhọ hội đồng giải đấu muốn chết sinh vật một sừng giận dữ rít gào vung tay lên, ngưng tụ một cổ năng lượng khủng bố, giống như muốn một chiêu diệt sát một phàm. A, à, nhìn nào nhìn nào, đây là muốn diệt khẩu, đây là xem tất cả cường giả, thần ma như kẻ ngốc, mặt bọn chúng sâu xé. Các ngươi có phục hay không ta không biết, lão tử không phục. Một phàm nói xong bỗng nhiên đứng dậy. Lời này đã kích thích rồi sinh vật một sừng, nó vung quả cầu năng lượng tới. Hừ, nhìn thấy cảnh này, một phàm hừ lạnh, giơ tay nhẹ nhàng ấn xuống ầm ánh sáng bùng lên quả cầu năng lượng khủng bố đã bị đánh tan trong nháy mắt một kích đáng sợ bị một phàm nhẹ nhàng đánh nát ngươi cũng tiếp một chiêu của ta một phàm nói xong bàn tay ép xuống sinh vật một sừng chưa kịp phản ứng đã bị một lực lượng vô hình ép đến quỳ xuống nghẹn đến mức đỏ bừng trong mắt nó hiện lên vẻ điên cuồng và phẫn nộ ra sức dãy dụa, muốn thoát khỏi đáng tiếc dưới một chưởng của một phàm căn bản không có khả năng dãy dụa, bị ép chặt không thể nhúc nhích. Nhục nhã, phẫn nộ, điên cuồng. Giờ phút này, tất cả các sinh vật đang quan sát đều dạy ra, hoảng sợ nhìn một phàm, gia hỏa này thật sự dám ra tay. Đây là cường giả thuộc hội đồng giải đấu, thế mà bị ép quỳ ở đó, quả thực chính là vả mặt một cách thẳng thừng. Không muốn cho kẻ khác thắng, vậy không cần tổ chức giải đấu chó má gì nữa. Một phàm đứng ở nơi đó, chân dẫm hư không, tràn đầy khí phách hắn đang khiêu chiến quyền uy của ban tổ chức. Điên rồi sao, cũng dám khiêu khích, a à, gia hỏa này chết chắc rồi. Không ít sinh vật siêu duy hoảng sợ nhìn một phàm, bị hành động này hù dọa. Các sinh vật, cường giả đến từ khắp các vũ trụ đều bị sự cường thế bá đạo của một phàm gây chấn động. Đây là tự tìm đường chết sao, ngươi chết chắc rồi. Sinh vật một sừng phẫn nộ rít gào, hội đồng nhất định sẽ thẩm phán, mặt sát ngươi, ngươi phá hủy quy tắc, nhiễu loạn giải đấu chắc chắn phải chết một phàm phớt lờ nó ngẩng đầu nhìn hư vô nơi đó có từng ánh mắt đang quan sát có từng hơi thở khủng bố hiện diện ngươi phá hư quy tắc giải đấu từ trong hư vô có một giọng nói lạnh nhạt truyền đến muốn động thủ cứ việc tới một phàm đứng ở đó toàn thân có sương mù bao phủ hơi thở cường đại ép thẳng tới từng bóng dáng cường đại trong hư vô đây là đang tuyên chiến Muốn chiến liền chiến Không cho ta thắng Vậy không có gì để nói Chỉ một chữ chiến Âm toàn bộ đấu trường chấn động Tất cả các sinh vật đều lúng cuốn Hoảng sợ ngồi liệt xuống Một phàm chọc giận hội đồng giải đấu Giống như chọc giận đại đạo Ha 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 Tiểu tử Ngươi chết chắc rồi Sinh vật một sừng điên cùng cười ha ha Nhất giác Thành viên hội đồng giải đấu vũ trụ cao duy Làm trái với điều lệ Vi phạm quy tắc giải đấu tự tiện can thiệp, ban mặt sát. Một giọng nói lạnh băng truyền đến làm tất cả đều hít hà một hơi. Không, sinh vật một sừng hoảng sợ kêu to. Phanh, một luồng sáng rơi xuống, đánh vào người sinh vật một sừng, nháy mắt biến nó thành tro tàn tiêu tán. Đã chết, nó bị mạt sát, chưa bao giờ nghĩ đến mình lại bị mạt sát. Đến chết cũng không nghĩ ra vì sao kẻ chết lại là mình, đó là âm thanh thẩm phán đến từ hội đồng. Gia hỏa đáng thương, chỉ là pháo hôi để thử một phàm mà thôi. Hiện tại thử đủ rồi, một phàm cường thế phản kích, thậm chí đối cứng với hội đồng. Có lẽ là do cảm giác được hơi thở khủng bố trong cơ thể một phàm hoặc là vì một nguyên nhân, cuối cùng chỉ sinh vật một sừng bị mạt sát. Nguyên nhân là phá hư quy tắc giải đấu, tự mình ra tay can thiệp. Kẻ sáng suốt đều có thể nhìn ra được khúc mắt, xem tất cả đều ngu ngốc sao, hiển nhiên là hội đồng kiên kỵ thực lực của một phàm rồi. Hừ một phàm cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Đám hình thiên, lăng sa, thường Nga đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng vượt qua một kiếp. Nhìn một phàm không có việc gì, ánh mắt vô số cường giả, sinh vật nhìn hắn thay đổi, có kinh hoảng, có sợ hãi, khó tin, cũng có cả kính sợ. Có thể chống đối, khiêu khích hội đồng giải đấu mà vẫn sống sót, thậm chí khiến đối phương tự mạc sát bên mình, thật sự rất khủng bố. Càng nghĩ càng thấy ớn. Tiếp tục, các trận đấu bị gián đoạn lại tiếp tục nhưng một phàm phát hiện nhóm mình vẫn không thể tham dự trong lòng hắn có chút bực bội thật muốn trực tiếp đánh tới cướp sạch nhưng trước mắt hắn vẫn chưa biết rõ tình hình vũ trụ cao duy một phàm không có hành động thiếu suy nghĩ mà là muốn nhân cơ hội này vớt thêm một mớ nữa bỏ qua thì không còn cơ hội nhìn sân đấu một phàm lặng lẽ quan sát vũ trụ số một có muốn hợp tác không Hắn lặng yên truyền âm cho cường giả tóc bạc thuộc vũ trụ số 1. Đây là sáng thế chủ mạnh nhất vũ trụ số 1, nhân vật giống như bàn cổ, trên người có hỗn độn thanh liên. Nghe được lời này, ánh mắt cường giả tóc bạc lóe lên rồi khôi phục bình thường. Không cần. Hắn lạnh nhạt đáp lại một câu khiến một phàm ngạc nhiên. Không nghĩ tới gia hỏa này lại từ chối. Còn là lần đầu tiên nữa nha, nhưng một phàm chỉ cười cười, không thèm để ý từ chối thì thôi, nếu không muốn chỗ tốt vậy thì hắn chỉ có thể đưa cho người khác một phàm đã xếp vũ trụ số một vào lãnh cung chuẩn bị tìm cơ hội thôn tính tiêu diệt giữ lại một vũ trụ không nghe cũng không có tác dụng còn không bằng tiêu diệt cho gọn có lòng tốt muốn bồi dưỡng các ngươi đáng tiếc chỉ có thể đào thải các ngươi một phàm lẩm bẩm ánh mắt như giếng cổ không gần sống quyết định một vận mệnh tương lai của một vũ trụ không nghe lời thì không cần tồn tại nhân hoàng có hứng thú tiếp quản vũ trụ số 1 không? Lúc này, một phàm truyền âm cho nhân hoàng vũ trụ số 2. Nghe lời này, nhân hoàng sửng sốt, nhìn về phía đám cường giả vũ trụ số 1 rồi lại nhìn về phía một phàm, hiểu ra chuyện gì rồi. Hiển nhiên suy đoán là vũ trụ số 1 từ chối lời mời của một phàm, khiến cho hắn bất mãn. Có. Nhân hoàng không cần suy nghĩ liền trả lời. Dù sao cũng không phản kháng được, vì sao không thành thành thật thật nghe lời chứ, cứ như vậy sự tồn vong của vũ trụ số một đã được quyết định thiên đế còn cần đặt cược sao lúc này thường nga mở miệng dò hỏi một phàm nheo mắt cười nói đương nhiên không cược thì làm sao mà thắng tới đặt cược theo ta nói rồi một phàm lại bắt đầu đặt cược nhưng lần này hắn đặt cược theo cách khác chia thành mấy phần để đặt cược tới hắn đặt cược một phàm vừa đặt cược liền kinh động hội đồng giải đấu cơ chế thẩm tra một đám sôi nổi nhìn chằm chằm một phàm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha